Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California, 4:30 giờ California, tức là 6:30 giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 5 Tây tháng 5 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trong cái đề tài đầu tiên lúc nãy thì Phong đã dựa trên các cái bản tin sáng ngày hôm nay và những bản tin trước đó cho thấy tình hình Biển Đông đã bắt đầu có những cái máu lửa hơn và có thể dẫn tới xung đột chiến tranh khi mà Trung Quốc đã bắt đầu cho cuộc tập trận lấy danh nghĩa là chống hải tặc để mở cuộc tập trận ngay trên phía bắc của quần đảo Trường Sa, gần cái eo biển Bashi Channel, và sau đó họ kéo nhau về cái eo biển Miyako ở giữa Okinawa và Đài Loan. Trong khi đó thì Phong cũng có lặp lại một số những cái chi tiết trong cái bản tin sáng ngày hôm nay, đó là cái tin mà bomber của Hoa Kỳ đã bay phẳng vào eo biển Đài Loan. Rồi trước đó thì cái cuộc đối đầu, gần như là đối đầu thôi chứ chưa phải là đối đầu, giữa chiếc USS Barry, khu trục hạm của Hoa Kỳ, và hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc, cuối cùng Trung Quốc quay trở về. Là tất cả những cái thông tin đó cộng thêm cái lời phát biểu ngày hôm qua của vị tướng Diều Hâu của Trung Quốc cho rằng đánh đảo quốc Đài Loan trong giai đoạn có đại dịch này là một cái giá rất đắt. Đó là lời phát biểu của ông ta, cho thấy là trong nội bộ Trung Quốc đang có hai khuynh hướng. Một khuynh hướng thì không muốn Đài Loan độc lập và sẵn sàng dập tắt cái lộ trình độc lập của Đài Loan và vẫn muốn Tập Cận Bình tấn công Đài Loan nhiều hơn. Ngược lại, cái khuynh hướng của các tay tướng lãnh ở tại Trung Quốc, đặc biệt là trong giới PLA đó, quân đội Trung Quốc, thì lại muốn mở cuộc, nếu có mở cuộc chiến thì phải mở cuộc chiến ở Biển Đông. Tại vì giống như tôi đã phân tích trước đây, Trung Quốc cần một cuộc chiến tranh để mà thay đổi cục diện. Họ đang nằm ở cái thế rất thấp, được xem là thấp nhất trong vòng 40 năm qua. Tức là tư thế của Trung Quốc xuống thấp nhất và quan hệ với Hoa Kỳ xuống mức thấp nhất trong vòng 40 năm qua. Đây là một trong những cái mà Trung Quốc cần phải gây dựng lại cái tư thế của mình. Thì chiến tranh là cái nơi, con đường nhanh nhất để Trung Quốc gây dựng lại tư thế của họ. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ vẫn cần một cuộc chiến. Thứ nhất là bởi vì khi chuyển trục về Á Châu, thì cái đối thủ thật sự chính là Trung Quốc. Trước sau gì cũng sẽ có cuộc chiến, đối thủ thật sự là Trung Quốc. Và thứ hai, cuộc chiến này sẽ làm cho các công ty của Hoa Kỳ nhanh chóng rời khỏi Trung Quốc. Thay vì từ trước tới giờ, các chính đời chính phủ đều năn nỉ các công ty là rời khỏi Trung Quốc và quay trở lại Hoa Kỳ. Nhưng các công ty vẫn vì quyền lợi riêng của mình, do đó họ vẫn tiếp tục đầu tư và vẫn có những cái công xưởng sản xuất và có thị trường tại Trung Quốc. Nhưng chiến tranh sẽ làm cho những công ty này phải nhanh chóng rời khỏi Trung Quốc hơn. Do đó, cả hai bên đều ở thế cần cuộc chiến. Và nó sẽ xảy ra cuộc chiến không giống như là cái thời chiến tranh lạnh giữa khối Cộng sản và khối tư bản. Nó chưa cần một cuộc chiến để giải quyết vấn đề gì cả. Nhưng lần này Trung Quốc và Hoa Kỳ đều cần cuộc chiến. Cả hai đều cần cuộc chiến. Có điều Trung Quốc cần cuộc chiến ngắn hạn, còn Hoa Kỳ thì muốn cuộc chiến dài hạn. Đó là sự khác nhau giữa đôi bên. Trung Quốc chỉ cần một cuộc chiến ngắn hạn độ khoảng một tuần lễ, rồi cộng đồng quốc tế nhảy vào can thiệp, kêu đôi bên tự chế, ngưng lại không đánh nữa, thì coi như Trung Quốc đạt được mục tiêu. Ngược lại, Hoa Kỳ sử dụng cuộc chiến này để có thể làm rõ mọi việc và lấy lại cái quyền lợi và tư thế của mình tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Cho nên Hoa Kỳ sẽ không để cho cuộc chiến kéo dài ngắn như vậy, mà nó phải kéo dài hơn. Vì càng dài hơn thì thế lực Đảng Cộng sản tại Trung Quốc càng suy yếu hơn. Đó là cái bài phân tích của Phong trong cái đề tài thứ nhất. Và bây giờ bước qua đề tài thứ hai, cũng là một cuộc chiến, nhưng cuộc chiến này nó phức tạp hơn cuộc chiến quân sự rất là nhiều. Cuộc chiến về kỹ thuật. Trong bản tin chiều ngày hôm nay, bây giờ Phong đọc bản tin trước cho mọi người đi, rồi sau đó chúng ta đi vào phân tích chuyện gì xảy ra. 31 công ty trên toàn cầu đã chính thức thúc đẩy Hoa Kỳ là nghiên cứu cái fifth generation, tức là cái 5G, để có thể loại trừ cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ra khỏi cái cuộc chơi này, trong việc mà sẽ cho phép nhiều công ty có thể cung cấp cái nguồn 5G và cái kỹ thuật mới để đáp ứng kịp cái nhu cầu của cộng đồng quốc tế. Tất cả các công ty được xem là hàng đầu trên thế giới nha các bạn, không phải chỉ có Hoa Kỳ không, tất cả các công ty hàng đầu trên thế giới, trong đó có Google, Samsung, Cisco,
Vodafone đã cùng tham gia trong một cái chiến dịch kêu gọi chính phủ và các nhà lập pháp Hoa Kỳ là phải cung cấp một cái ngân sách để nghiên cứu và mở rộng cái hệ thống radio, tức là cái hệ thống phát sóng frequency đó, là mở rộng hơn để có thể họ có thể gia tăng cái mức mà gọi là sáng tạo những cái sản phẩm có thể đáp ứng được cái nhu cầu cấp thiết hiện nay. 31 công ty trong ngày thứ ba đã gom lại thành một nhóm và đã kêu gọi là phải mở ra cái nó gọi là Radio Access Network, gọi tắt là RAN, tức là RAN, để có thể hỗ trợ cho họ trong việc mà họ bắt đầu viết những cái nhu liệu căn cứ trên cái mạng lưới 5G. Cái hệ thống này gọi là Radio Access Network này được xem là một cái hệ thống về viễn thông, trong đó sẽ nối kết tất cả các thiết bị trong các cái thiết bị khác cho tới cái radio. Và nếu mở rộng cái này ra, xưa nay Hoa Kỳ siết chặt cái này lại, và bây giờ nếu mở rộng ra thì nó sẽ là một cái đáp ứng để xây dựng cái hạ tầng cơ sở cho mạng lưới 5G để có thể hỗ trợ thúc đẩy nhanh hơn là các quốc gia và các công ty này có thể tự mình ra cái mạng lưới 5G để đối phó lại với tình trạng mà Trung Quốc đang làm chủ kỹ thuật 5G đi sớm hơn các nước khác. Nhóm này cũng gồm có các công ty AT&T, IBM, Microsoft, Verizon, Rakuten Mobile và Telefonica là cũng nói rằng là cái việc mà thay đổi này sẽ có thể cho phép có nhiều nhà cung cấp hơn trong việc điều hành cái hệ thống structure và cái hạ tầng cơ sở để có thể cung cấp tất cả mọi thứ cho công dân trên toàn cầu chứ không phải đi một nơi. Và cái liên minh này đã thúc giục chính quyền liên bang của Hoa Kỳ phải thúc đẩy ngân quỹ để bắt đầu cho có những cái nghiên cứu research, tức là những cái nghiên cứu về cái hệ thống gọi là Radio Access Network để có thể và thử nghiệm tất cả các cái hệ thống này trước khi mà bắt đầu có những cái sản xuất đại trà để cung cấp và đáp ứng cho cái mạng lưới 5G mà lúc bây giờ Trung Quốc đang được xem là đi trước các quốc gia, họ đã hoàn chỉnh cái mạng lưới 5G này. Đây là một trong những cái báo cáo mới nhất và đây không phải là lần đầu tiên là những cái nhóm này đã ngồi chung lại. Tháng 2 năm 2018 thì đã cũng có một số lượng các công ty trên toàn cầu đã ở tại nhóm họp ở tại Đức cũng đã kêu gọi, mà lúc đó thì lại có tham gia của công ty Trung Quốc, tức là China Mobile cũng là một trong những thành viên sáng lập của cái nhóm này. Tuy nhiên bây giờ thì do cái tình hình thay đổi là bởi vì tất cả các công ty này nhìn ra được cái sự thâm hiểm và cái sự gian manh của Trung Quốc khi mà muốn nổi trội lên trong vấn đề kỹ thuật và đi cướp cái kỹ thuật của những quốc gia khác và tự biến thành cái kỹ thuật của mình. Đó là một trong những cái điều mà những công ty này nhấn mạnh. Năm ngoái thì Hoa Kỳ đã đưa công ty Huawei vào trong danh sách đen và một số những công ty kỹ thuật khác của Trung Quốc cũng năm nay cũng đã bị đưa vào trong cái danh sách đen. Và vào tháng trước thì một số cơ quan của Hoa Kỳ đã thúc giục cái cơ quan FCC, tức là cơ quan kiểm soát viễn thông của Hoa Kỳ, là rút lại license của ít nhất 3 công ty của Trung Quốc, là không cho phép họ có những cái license để có thể thực hiện các cái việc cung cấp dịch vụ tại Hoa Kỳ. Và vào hôm thứ Năm tuần trước thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cũng đã nói rằng là các cái hệ thống mobile, tức là các cái hệ thống di động mà băng ngang qua cái hệ thống 5G là không nên sử dụng Huawei, và bất cứ một quốc gia nào sử dụng của Huawei sẽ bị lock, tức là sẽ bị ngăn chặn không có thể tiếp cận với Hoa Kỳ. Đây là một cái clean path, nó gọi là một cái clean path rule, tức là một cái quy tắc cho một cái lộ trình sạch sẽ. Đó là cái lời phát biểu của ông Mike Pompeo. Và điều này cho thấy là các công ty của Hoa Kỳ đang chuẩn bị và các công ty trên thế giới, trong đó có những công ty của Anh, ví dụ như là Vodafone hay là công ty Samsung của Nam Hàn, rồi thêm vào đó một số công ty của Âu Châu đã lên tiếng và yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ là phải bỏ ngân quỹ ra và đồng thời là mở rộng cái mạng lưới làn sóng radio network, tức là cái Radio Access Network, gọi tắt là RAN, để mà các quốc gia này có thể, các công ty này có thể đuổi kịp và viết những cái nhu liệu kịp thời đáp ứng cái nhu cầu 5G vốn nếu không bị đại dịch thì nó đã được khởi động từ năm nay. Nhưng mà vì tình trạng của đại dịch, nó delay tất cả, tức là nó trì hoãn tất cả mọi thứ lại. Ok các bạn, đó là toàn bộ bản tin ngày hôm nay. Như vậy thì các bạn thấy đây là một cuộc chiến mới.
nói là các công ty trên thế giới, nhưng cuối cùng họ vẫn tập trung vào chính quyền liên bang của Hoa Kỳ. Và coi như chính quyền liên bang Hoa Kỳ đối đầu với Trung Quốc trong cái vấn đề mà phát triển cái kỹ thuật, đặc biệt là mạng lưới 5G. Về cái vụ này thì tôi đã từng giải thích với các bạn rất nhiều lần. Tôi từng giải thích với các bạn rất nhiều lần về cái giữa cái khác biệt giữa cái 5G và cái bandwidth. 5G là cái hệ thống nhận, tức là trong cái mobile phone hay là trong cái iPad hay là trong cái tablet của quý vị, thì bây giờ quý vị chỉ nhận được 4G thôi. Tức là bây giờ họ có cung cấp cỡ nào đi nữa thì cái tốc độ xuống trong cái của quý vị chỉ có được file là đứng là 4 thôi. Nó không có được nhanh. Và nó còn thiếu hụt nhiều thứ. Còn 5G thì nó mạnh hơn và nó đáp ứng được nhiều thứ. Nhưng đó là hệ thống nhận. Còn cái hệ thống cung cấp là bandwidth. Mà bandwidth này là nó bắt nguồn từ những cái sóng nằm ở trên trời, tức là satellite. Những cái bandwidth này nó bắt nguồn từ những cái satellite hoặc là những cái hệ thống server khổng lồ ở Hoa Kỳ. Tại vì ngày xưa Hoa Kỳ lúc mà chưa có satellite, chưa có vệ tinh, thì Hoa Kỳ phải dùng những cái server rất lớn, những cái máy mainframe đó, để cung cấp cái bandwidth mà bây giờ các đài truyền hình ở Hoa Kỳ vẫn sử dụng cái hệ thống này. Một cái hệ thống của nó không các bạn, sơ sơ không là 10 triệu đô la. Nếu mà một cái hệ thống phát sóng của tổng đài cho một cái đài truyền hình nữa đó, mà cái tower của nó cộng thêm cái transmitter của nó đó, là nó cung cấp đó là nổi cái dàn máy đó không là hết 10 triệu đô la rồi các bạn. 10 triệu đô la là cái giá của mấy năm trước, còn bây giờ tôi không biết lên bao nhiêu. Nhưng mà đại khái nó rất là công kềnh. Thì sau này khi mà bắn satellite lên để tạo cái bandwidth ở trên đó thì nó đỡ hơn, nó nhanh hơn, nó tiết kiệm hơn và nó không có tốn kém nhiều. Ngoại trừ cái lúc mà bắn lên thì tốn kém, nghe các bạn. Thì cái sự khác biệt chỗ này, Trung Quốc khi mà phát triển kinh tế, họ không đủ khả năng trong cái vấn đề mà cung cấp cái bond, tức là cái xương sống của ngành kỹ thuật. Họ chỉ là khai thác trên cái ngọn thôi. Nhưng cái ngọn đó thì khác nhiều hơn là cái gốc. Tại vì nếu quý vị sản xuất cái gốc thì quý vị chỉ bán cho những cái network xung quanh mình, những công ty thôi. Quý vị không bán được cho đại chúng. Còn Trung Quốc khai thác cái ngọn là họ bán cho đại chúng. Cho nên cái thị trường nó lớn. Và từ trước giờ thì Trung Quốc đi theo cái ngọn, tức là tìm cách viết những cái nhu liệu dựa trên những cái thiết bị, dựa trên những cái bandwidth đã có, để họ có thể phát triển mạng lưới 5G. Ngược lại các công ty của Hoa Kỳ thì họ luôn tìm cách là đi vào cái gốc của vấn đề. Do đó họ vun đắp cho cái gốc vấn đề nhiều hơn. Và chính vì vun đắp cho cái gốc của vấn đề cho nên cái thị trường của họ bị giới hạn. Họ chỉ bán vòng vòng, ví dụ như là tôi lấy ví dụ thôi, là bây giờ mình lấy thằng SpaceX đi. SpaceX là cái công ty mà đang bắn những cái vệ tinh lên trên trời đó các bạn. Khi mà họ bắn vệ tinh lên trên trời đó thì công ty này á, họ cung cấp bandwidth, họ không có cung cấp trực tiếp cho người khách hàng như tôi ở nhà, mà họ bán cho cái công ty của tôi. Họ bán cái wholesale cho công ty Spectrum, cho công ty Verizon, cho công ty AT&T. Rồi những công ty này mua cái bandwidth đó rồi cung cấp ngược lại cho khách hàng. Thì những cái công ty như SpaceX thì cái khách của họ chỉ có nhiêu đó thôi, không có nhiều hơn được. So với Trung Quốc, nó phát triển một cái phone, nó bán cả triệu cái phone, cả trăm triệu cái phone. Nó khai thác cái phần ngọn nên lượng khách hàng nó nhiều hơn và nó lời nhiều hơn so với những công ty đi. Chính vì những công ty của Hoa Kỳ đi vào cái phần gốc mà bỏ quên cái phần ngọn này, để cho Trung Quốc take over, tức là Trung Quốc đã chiếm lĩnh cái phần ngọn này. Bây giờ các công ty bắt đầu nhìn ra được vấn đề và bây giờ họ cần phải lấy chiếm lĩnh lại cái thị trường phần ngọn. Nhưng mà muốn chiếm lĩnh lại cái thị trường phần ngọn thì nó bị kẹt cái vấn đề pháp lý. Tức là khi sử dụng những cái làn sóng quá nhiều như vậy, nó sẽ ảnh hưởng tới những ngành khác, nhất là ngành viễn thông. Ví dụ như các bạn ở Los Angeles của tôi đi, thì họ giới hạn tất cả những cái làn sóng mà về mobile phone rất là nhiều. Lý do? Tại vì nó nằm ngay cái phi trường. Tất cả máy bay nó liên lạc bằng sóng điện thoại và bằng các cái sóng frequency của radio. Do đó, nếu mà sử dụng quá nhiều, nó sẽ ảnh hưởng tới các cái sóng điện thoại. Do đó, chính quyền liên bang và FCC luôn giới hạn những cái sóng frequency này, tức là những cái sóng radio này, để không có ảnh hưởng tới những ngành khác. Đặc biệt là ngành cảnh sát, họ sử dụng những cái walkie-talkie, cũng dùng những cái frequency này. Do đó, bên FCC Hoa Kỳ giới hạn rất là nhiều. Thì bây giờ 31 cái công ty này họ viết thư, họ yêu cầu cung cấp ngân quỹ và mở rộng cái frequency ra. Tức là đừng có siết chặt họ nữa, phải mở ra thì họ mới có thể khai thác được và có thể chiếm lĩnh lại được cái thị trường mà vốn nó đã bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc.
Đây là một cái cuộc chiến gọi là gay gắt về kỹ thuật, mà trong đó là các công ty đã ý thức được sau cái đại dịch này. Họ thấy rõ được cái tham vọng của Trung Quốc. Cái tham vọng của Trung Quốc là muốn thống lĩnh cái thị trường tiêu thụ của thế giới và thống lĩnh cái thị trường sản xuất của thế giới. Thì những cái thiết bị mà để cung cấp cho cái phần ngọn đó, ví dụ như con chip cho cái phone, màn hình, rồi pin, rồi những cái lạc vặt trên đó, hoặc là những cái app ở trên đó, như cái app mà các bạn đi kiếm nhà hàng, cái app mà các bạn vô kiếm những cái đồ lạc vặt đó, thì Trung Quốc gia tăng cái mức sản xuất về viết những cái nhu liệu về phần này. Nhưng mà cái phần trong thì vẫn là những công ty của Hoa Kỳ. Ví dụ như là cái thiết bị. Trong đó, giống như tôi từng cắt nghiệm với các bạn, con CPU, motherboard, video core hay là memory core, tất cả cái đó là do Hoa Kỳ sản xuất. Và là thuộc bản quyền phát minh của Hoa Kỳ. Trung Quốc không có đủ khả năng, không có đủ cửa để mà sản xuất những con chip điện tử này. Do đó, Trung Quốc tìm cách để mà bắt đầu thống lĩnh cái thị trường này bằng cách là họ đi mua cổ phần. Rồi họ mở thị trường cho những công ty này vào, nhưng họ buộc những công ty này phải chuyển cái kỹ thuật cho họ. Mà dạo trước mà ông Trump đã đặt vấn đề đó các bạn. Thì cái điều này các bạn đã thấy rồi. Thì do đó, bây giờ nói chung là phần ngọn Trung Quốc đang nắm. Phần gốc, Hoa Kỳ và những công ty lớn trên thế giới vẫn đang nắm. Nhưng mà cái phần gốc thì kiếm nhiều tiền, không có nhiều tiền bằng cái phần ngọn, giống như tôi nói. Thì bây giờ các công ty họ nhìn ra được. Họ nhìn ra được cái bài toán. Và bây giờ họ đồng ý hỗ trợ chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng mà với điều kiện chính phủ Hoa Kỳ phải hợp tác với họ. Thứ nhất là cung cấp cái nguồn ngân sách để cho họ có thể nhanh chóng nghiên cứu sớm càng tốt cái phần ngọn này. Thứ hai là mở rộng cái hệ thống radio frequency cho tất cả các công ty và đừng giới hạn họ. Thì điều này nó hơi cân nhắc là nếu mở rộng đối với chính phủ Hoa Kỳ rất là dễ, nhưng mở rộng mà không ảnh hưởng tới những ngành khác, đặc biệt là ngành hàng không, và thứ hai là cái ngành tình báo phản gián. Hai ngành này là hai cái ngành rất quan trọng. Nó là hai cái ngành rất quan trọng, và làm sao mở rộng ra mà không ảnh hưởng tới hai ngành này thì họ mới cho phép mở ra. Còn nếu không, họ không cho phép mở. Các bạn, cách đây 2 năm đó là lúc đó Hoa Kỳ báo động cái vấn đề bandwidth, tức là cái vấn đề cung cấp cái nguồn bandwidth không đủ cho những người dùng Internet. Tại vì càng lúc các bạn dùng càng nhiều. Ví dụ như ở nhà tôi, lúc trước tôi được 400MB cho 1 second. Bây giờ ở nhà tôi nâng cấp lên là 1GB cho 1 second. Tức là cái mức download rất là nhanh. Download tất cả những cái video hay cái gì đó xuống rất là nhanh. Thì các bạn nghĩ đi, tôi đã dùng một gia đình như vậy, rồi những gia đình khác thì sao? Và như vậy thì cái bandwidth không đủ. Bởi vậy cách đây mấy năm đó là FCC phải đi thu mua lại các cái đài truyền hình của Mỹ để lấy những cái bandwidth từ những cái mainframe server đó để mà cung cấp cái lượng bandwidth trước khi mà chúng ta có thêm những cái satellite để cung cấp cái bandwidth. Bây giờ thì ok rồi. Bây giờ thì coi như là Hoa Kỳ gần như là nắm chủ động về bandwidth rồi. Và dư giả để cung cấp cho quốc gia khác rồi. Nhưng mà cách đây, trước đây 4 năm đó các bạn, không được. Cách đây 4 năm đó là coi như là Hoa Kỳ gần như là báo động là không đủ bandwidth. Nhưng bây giờ thì tình trạng đã thay đổi rồi. Sau 4 năm thì nó đã có những cái sự thay đổi lớn rồi. Thì Hoa Kỳ vẫn nắm cái phần này. Còn Trung Quốc đang nắm cái phần ngọn. Và bây giờ các công ty muốn giành lại cái phần ngọn này. Và khi giành lại cái phần ngọn này, họ cần sự hỗ trợ từ những cái luật lệ của các nhà lập pháp của Hoa Kỳ. Thứ nhất là cởi trói cho cái radio frequency, tức là radio access network. Thứ hai là phải có một cái ngân sách để các công ty nhảy vào và viết software, viết nhu liệu nhanh chóng để có thể hoàn tất cái dự án này. Đáng lý nó xảy ra trong năm 2020, nhưng bây giờ nó bị delay bởi vì cái dịch bệnh này. Và trong cái thời gian dịch bệnh này thì các software, tức là programmer đó, họ ngồi ở nhà họ làm việc được, họ viết được những cái software này. Do đó đây là lần thứ hai. Năm 2018 họ đã đề cử một lần rồi, nhưng mà lúc đó chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa nhìn rõ cái cục diện. Bây giờ 2020 họ quay trở lại, họ đề nghị thêm một lần nữa, và lần này gia tăng lên tới 31 công ty mà không có một công ty nào của Trung Quốc hết. Tất cả những công ty này là của thế giới, của Hoa Kỳ, của Nam Hàn, của Âu Châu, của Anh, vân vân. Họ ngồi chung lại, họ viết lá thư này. Thì là họ cho thấy cái tầm quan trọng, không thể để cho Trung Quốc chiếm lĩnh cái phần ngọn, là họ uy hiếp qua những quốc gia khác. Đó, các bạn thấy bên Anh không? Anh xưa nay bỏ rơi cái kỹ thuật, thấy rằng là sản xuất thiết bị mắc quá,
họ không sản xuất nữa, họ nhập cảng từ Trung Quốc. Tới bây giờ khi mà Hoa Kỳ báo động về cái mạng lưới tình báo có thể bị nguy hiểm khi dùng thiết bị của Huawei, thì bây giờ Thủ tướng Anh ông Boris Johnson cũng không cũng bị lấn cấn, cuối cùng ông đưa ra cái quyết định gọi là hai hàng, tức là những cái network chính thì không cho Trung Quốc xen vào, còn cái khu vực tiêu thụ 35% đó thì vẫn để cho Trung Quốc phát triển cái mạng lưới 5G, tức là Huawei mà phát triển mạng lưới 5G, là bởi vì tất cả các thiết bị của Anh lúc trước giờ họ bỏ rơi thị trường, họ mua những cái thiết bị rẻ tiền của Trung Quốc. Rồi bây giờ nếu như mà không dùng tất cả những thiết bị của Trung Quốc thì phải thay đổi toàn bộ, tức là dục hết thùng rác và nâng cấp tất cả thiết bị mới vào. Và những thiết bị đó là phải do Âu Châu và Hoa Kỳ sản xuất. Thì các bạn biết cái số tiền đó mà để nâng cấp cho toàn bộ cái hệ thống của toàn nước Anh thì các bạn biết là bao nhiêu tiền. Nó là con số rất khổng lồ. Thì bây giờ cuộc chiến kỹ thuật này, Trung Quốc đang gặp phải một cái trở ngại rất lớn là cái đại dịch. Cái đại dịch này đã khiến cho nhiều quốc gia trên thế giới lúc ban đầu họ không nghe Hoa Kỳ, họ vẫn muốn lấy cái giá rẻ từ công ty Huawei. Nhưng mà sau cái đại dịch và khi đại dịch bùng nổ với cái cách gọi là ứng xử của Cộng sản Trung Quốc và cái cách mà uy hiếp của Cộng sản Trung Quốc đối với nhiều quốc gia, họ nhận ra được, hey, vậy thì mai này tôi giao mạng lưới 5G cho công ty của Trung Quốc các anh. Các anh quay ra, các anh uy hiếp tôi là kể như nguyên cái network của nước tôi là nó đứng hết luôn. Đây là cái nguy hiểm mà các quốc gia bắt đầu xoay chiều và các công ty cũng bắt đầu xoay chiều. Tức là không thể giao cho Trung, để cho Trung Quốc phát triển mạng lưới 5G bởi vì nó rất nguy hiểm. Ngày nào Trung Quốc cắt đi hay là không cung cấp dịch vụ là toàn bộ cái hệ thống network của cái quốc gia đó dead luôn, không dùng được luôn. Do đó bây giờ đây là cái cuộc chiến căng thẳng giữa đôi bên. Mà cuộc chiến này tôi cho rằng là cuộc chiến nó phức tạp hơn cuộc chiến về vũ khí. Tại vì cuộc chiến này là nó còn có những cái ân oán đan xen và những cái mối quan hệ kinh tế giữa các nước với Trung Quốc. Chứ không phải đơn giản chỉ là phần kỹ thuật không. Rồi Trung Quốc lại dùng những cái món nợ, rồi dùng những cái vấn đề khác để tác động vào, để buộc những quốc gia này phải chọn công ty của Trung Quốc phát triển mạng lưới 5G. Thì đây là một trong những cái cuộc chiến rất căng thẳng mà bây giờ Hoa Kỳ được xem là cái quốc gia đang phải đương đầu với Trung Quốc. Và bây giờ tất cả những công ty này đã đứng chung lưng với nhau và yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ một cách chính thức. Hy vọng lần này Tổng thống Trump sẽ có một cái quyết định khác. Nếu như mà ông đồng ý và ông thúc đẩy các nhà lập pháp ở lưỡng viện quốc hội, tại cái này là phải cần có sự approve của quốc hội, Tổng thống không thể tự một mình ký một cái sắc lệnh này được các bạn, thì phải có cái sự ủng hộ của quốc hội, là tức là phải họ phải bỏ phiếu. Và nếu như họ đáp ứng được yêu cầu của các công ty này, họ lập một cái đạo luật mới và cho phép các công ty này sử dụng cái một cách nhiều hơn với lại cái radio frequency, thì có thể hỗ trợ cho các công ty nhanh chóng chặn đường Trung Quốc. Còn nếu không, tình trạng này các công ty bị giới hạn, mà Trung Quốc thì nó đi con đường thoải mái, không ai giới hạn nó hết. Trong khi các công ty này bị lệ thuộc bởi Hoa Kỳ vì cái luật lệ. Do đó, họ thúc đẩy rất mạnh mẽ và lá thư này được xem là lá thư thứ hai rồi. Thì nếu mà Tổng thống Trump mà thúc đẩy được quốc hội làm chuyện này thì có nghĩa là Trung Quốc lại bị lấp thêm một cái lỗ nữa. Tức là Trung Quốc chỉ có thể phát triển cái mạng lưới ở trong nội địa của nước họ mà thôi. Cùng lắm là cung cấp cho những quốc gia chư hầu thôi. Họ không có một cái thị trường lớn của Liên hiệp Âu Châu, của toàn bộ Âu Châu, của toàn bộ Úc, Hoa Kỳ, Canada, Anh. Tức là họ chỉ giới hạn một phần nào đó thôi. Thì coi như bây giờ họ có làm cái gì đi nữa cũng không được. Một cái thị trường của Á Châu, Phi Châu rất nhỏ. Và Phi Châu á là Trung Quốc đâu có bán giá mắc được. Phi Châu là giá càng rẻ càng tốt. Tại vì ở Phi Châu họ, cái đời sống họ khác với chúng ta ở đây. Do đó thị trường Á Châu thì không đủ đâu. Mà nhất là phải cạnh tranh với lại Hoa Kỳ nữa. Không phải một mình Trung Quốc thâu tóm thị trường Á Châu. Thị trường Á Châu còn bị chia 5 xe 7 nữa. Trong khi các thị trường khác là chặn đứng Trung Quốc. Đây là một trong những cái chiến lược phong tỏa Trung Quốc. Và bây giờ thì các bạn thấy cuộc chiến đã mở rộng trên toàn diện. Kỹ thuật, vũ trang, kinh tế. Gần như là ba cuộc chiến này nó đã sôi nổi rất là nhiều. Tôi không biết Trung Quốc sẽ phải đối phó với thế như thế nào khi mà cái đại dịch sau tháng 6 nó bắt đầu nó fade out. Tức là sau tháng 6 bắt đầu nó giảm xuống. Thì lúc đó Trung Quốc sẽ đối diện rất nhiều những cái hậu quả bắt nguồn từ thái độ của họ. Thái độ rất kiêu căng, rất kiêu ngạo. Và cái thái độ này Bắc Kinh sẽ phải trả giá.
Ok các bạn, đó là cái đề tài ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều cho buổi chiều ngày hôm nay. Và trước khi mà Phong chia tay với các bạn, cho phép Phong được nhắc lại là có nhiều người thắc mắc về cái vấn đề bầu cử. Các bạn có thể vào trong cái trang web của Phong là tnpchannel.com. Thì trong cái tnpchannel.com này, các bạn vào đây thì tôi sẽ có đầy đủ tất cả những cái bầu cử của năm 2020 để bầu cho Tổng thống Trump. Bên cạnh đó thì tôi có hai cái email. Cái email thứ nhất là info@tnbchannel.com. Các bạn nhìn thấy cái email này để tôi mở lên cho các bạn xem nha. Ok, sorry. Các bạn nhìn thấy đây là cái trang web của tôi. Ở trên đây là bầu cử năm 2020. Và các bạn thấy trong đây thì có đầy đủ tất cả các cái chi tiết liên quan tới bầu cử. Bên cạnh đó, tôi có hai cái email. Thứ nhất là nếu các bạn có ý kiến liên quan tới bầu cử thì gửi về cái email gọi là info@tnbchannel.com. Ngoài ra thì để giúp cho một số khán giả, bởi vì có một số khán giả có những cái ý kiến rất là hay và muốn chia sẻ cái ý kiến đó với channel Trần Nhật Phong, nhưng mà trên đây thì tôi không có đọc nhiều. Do đó thì những người nào mà có những cái bài viết hay dưới 1.500 chữ thì quý vị có thể gửi qua cái email đến cái quan điểm@tnbchannel.com nha các bạn. quan điểm@tnbchannel.com, các bạn gửi cái bài vở của mọi người về đây thì tôi sẽ đăng ở trên trang web này để chia sẻ tất cả quan điểm của khán giả liên quan tới bầu cử, liên quan tới Trung Quốc, liên quan tới tình hình khu vực và liên quan tới Biển Đông. Thì quý vị có những cái suy nghĩ, có những cái quan điểm, có những cái ý kiến thì quý vị có thể viết thành một cái bài ngắn mà tối đa là 1.500 chữ thôi. Thì quý vị gửi cho qua cái email này của tôi, của cái trang web, thì chúng tôi sẽ có một cái trang riêng dành cho tất cả khán giả có những cái quan điểm này. Đó là một cái sân mới để cho khán giả có thể tham dự. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Phong sẽ gặp lại tất cả mọi người trong chương trình tin cập nhật buổi tối. Quý vị có thể đem cái đề tài ngày hôm nay lên để chúng ta tiếp tục có những cái cuộc thảo luận, hoặc là quý vị có thể dựa trên những bản tin mới nhất của Phong vào chiều ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục thảo luận. Và cảm ơn sự theo dõi của tất cả mọi người. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.